Con nghĩ như thế nào về cái cảm xúc vui vẻ? Chúng ta vui vẻ chính là lúc mà chúng ta được đùa và chơi với bố mẹ. Lúc dù gì bố mẹ có tức giận, mình cũng phải nói với bố mẹ là đừng tức giận nữa. Bố mẹ hãy nghĩ đến cái chuyện vui vẻ đi. Sau đó bố mẹ của các em ấy sẽ vui cười lên và các em sẽ không còn sợ gì nữa. Các em chỉ thấy là hay không? Như thế chúng ta sẽ cảm giác rất là vui vẻ cùng với bố mẹ và được chơi đùa này. Xong rồi còn được thơm vào cổ bố mẹ cho bố mẹ nhột nữa này. Bố mẹ nổi da gà, chị còn hay sờ lắm. Chị ta xong rồi bố mẹ muốn nhiều nhiều chị còn cùng bố mẹ cũng nhột cơ. Lúc mà mẹ cũng đùa chị cũng phải nổi da gà lên này. Các em đã thấy cảm xúc vui vẻ hay không? Hay là các em thì các em có muốn xem lại cái đoạn video này thì các em phải ký trên YouTube.